Logos là chữ viết xuống, ghi xuống Logos. Thứ nhì là lời Rima. Logos là gì? Có nghĩa là lời của Đức Chúa Trời ghi chép lại. Có những lời của những sách các tôn giáo khác, họ chỉ có cái lời phát ra thôi, nó gọi là oral tradition. Người này chuyển tải người kia qua dòng dõi, giống như tôi nói kể lại cho con cái tôi kể lại người đó, kể tiếp người đó nữa, vài năm sau nó lạc mất. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời được ghi chép chính xác dựa trên lịch sử, khảo cổ học và thần học để đi vào sự chính xác. Đó là lời Logos. Và lời của Đức Chúa Trời phải được phát ra. Thì chúng ta thấy tại sao phải cần phải phát ra. Để làm được gì? Nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã ban cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới, không phải giao ước bằng chữ viết. Đó là nói ám chỉ về luật của Môi-se. Mà là giao ước trong Kinh Thánh, vì văn tự đem lại sự chết nhưng Thánh Linh ban cho sự sống. Chúng ta thấy cái điều này nhiều người dịch sai. Tôi dịch lần nãy mà tôi giảng cái điều này rất là nhiều lần. Nhiều người nói như thế này: văn tự chết rồi, có nghĩa là người nào nói văn chương 47 á, là cái đó không có Đức Thánh Linh. Cái đó hoàn toàn sai, chúng ta nên bỏ cái đó đi. Văn tự nói trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Đó là ám chỉ về luật Môi-se. Những điều răn 613 luật của Môi-se, đó là văn tự. Bởi vì sai, tại sao chết? Bởi vì không được activate, có nghĩa là sự hành động trong Đức Thánh Linh. Lời mà không áp dụng thì đó là chết. Thí dụ chúng ta học Kinh Thánh mà chúng ta không áp dụng thì là gì? Chết. Thì cũng như thế đó, làm sao chúng ta có Thánh Linh mà không chết? Bởi vì Đức Thánh Linh giúp chúng ta. Chúng ta nghe rõ điều này. Thành ra lời Kinh Thánh không phải là vô ích. Lời không đem sự chết. Lời Kinh Thánh giúp như ai? Như thế này, trong sách Timôthê. Trở lại, chúng ta biết luật pháp là tốt nếu được sử dụng đúng năng, và biết rằng luật pháp được đặt ra không phải cho người công chính mà cho những ai? Kẻ phạm, kẻ có tội, kẻ phạm pháp và phản nghịch, những kẻ vô lương và tội lỗi, những kẻ bất khiết và phàm tục, những kẻ giết cha, giết mẹ, giết người, những kẻ gian dâm, những kẻ đồng tính liên ái, những kẻ luôn người nói dối, khai man và những gì nói hồi mệt quá. Buôn người nói dối, khai man và những tất cả những gì chống lại với giáo lý chân chính, đó là điều dạy dỗ từ tin lành vinh quang của Đức Chúa Trời, hạnh phúc mà ta được giao phó. Thành ra đọc chung với tôi nha, để biết những điều này. Cho nên luật pháp để làm gì? Kinh Thánh để làm gì? Không phải Kinh Thánh là vô ích. Chữ nghĩa không phải là vô ích. Nhưng mà sao? Luật để canh giữ những ai phạm tội. Chúng ta có phạm tội không? Nè cậu. Cho nên đừng nói là ok bây giờ chữ viết vô ích. No. Chữ viết đó cho chúng ta. Nhưng mà sao? Tại vì chúng ta không cậy Đức Thánh Linh giúp chúng ta, cho nên nó là vô ích. Nếu chúng ta cậy Đức Thánh Linh thì cái chữ viết hay là văn tự hay là luật Môi-se sẽ giúp chúng ta đạt được mục đích của Đức Chúa Trời. Đó là lý do mà lời phán, có nghĩa là lời tiên tri của Đức Chúa Trời phán ra qua Kinh Thánh. Và Kinh Thánh dùng là để làm gì? Để dạy dỗ chúng ta activate. Giống như là một cái AI học về chemical, nó gọi là catalyst. Một cái, hai cái hóa chất mà nó hợp với nhau, nó mới activate. Có những hóa chất nó một mình nó không activate. Thí dụ như gọi là H2O là gì? Nghĩ ra là gì? H2O là gì? Nếu mà H không là gì? Là hydrogen. Phải có 2O là 2O mới gom lại thành nước. Cho nên đó lý do chúng ta cần phải kết hợp với nhau để mới thực hiện được. Thì trong Kinh Thánh có điều thứ nhất, lesson đầu tiên. Chúng ta biết Logos có nghĩa là gì? Lời Kinh Thánh là bản chất, đặc điểm, mục đích của Đức Chúa Trời. Tất cả 66 sách được phát ra. Cho nên chúng ta nói ôi vậy bây giờ thời gần Tân Ước rồi, bỏ Cựu Ước đi. Tôi diễn giải Cựu Ước là thời xưa rồi, của mấy ông người Israel, còn Tân Ước là giờ cho mình. Không phải vậy, ok. Tân Ước hay Cựu Ước vẫn là lời của Đức Chúa Trời, mà đó là lời Logos. Lời Logos nói về gì? Về character, nature and purpose. Ba chữ. Nếu mà chúng ta học tiếng Việt thì nó hơi lủng củng chút xíu, tiếng Anh nó dễ nhớ hơn. Thứ nhất là Logos là gì? Lời chữ viết, lời Kinh Thánh là gì? Là lời đó nói về bản chất của Đức Chúa Trời, đặc tính của Ngài, những đặc điểm của Ngài, và nhất là mục đích của Đức Chúa Trời.
Đó là ba điều chúng ta phải nhớ. Và khi có lời thì phải có rima. Hồi nãy tôi nói lời rima và do Thánh Linh tác động. Nếu không có đến Thánh Linh tác động, không phải là lời rima, đó là lời nói bói, câu bói. Ok, lời tác động của Đức Thánh Linh là sao? Tác động để thực hiện mục đích của Đức Chúa Trời. Nếu ai nói điều gì đó mà nó tác động, nó không nhằm mục đích của Đức Chúa Trời, thì lời đó là gì? Thầy bói. Ok, hay là lời giả dối. Nếu chúng ta nói đây là lời Đức Thánh Linh phán, bởi vì nhiều người nói tôi nghe, tôi nói Chúa phán tôi cái này mà tôi muốn nói cái điều kia, nhằm mục đích của ai? Của Đức Chúa Trời, không phải mục đích của mình. Thí dụ mình ghét ai đó, mình tới nói người đó Chúa nói tôi vậy á, vậy á, không phải. Hay là có người nói vui với nhau là Chúa phán nói tôi là sẽ cưới cô đó. Phải không? Nhiều người nghe đó phải không? Chúa nói tôi hôm qua tôi sẽ cưới cô đó. Cái đó không phải mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích Chúa đúng, mục đích Chúa Trời không muốn chúng ta cô đơn. Nhưng mà mục đích của Chúa Trời không biết muốn chúng ta bịa. Chúng ta bịa đặt nhiều thứ lắm. So, hai điều này, điều thứ nhất là đặc điểm của Ngài. Thứ nhì, phải mang mục đích tác động với gì? Mục đích của Ngài. Chứ không phải mục đích của mình. Cho nên hiểu rõ điều này, đó là lời tiên tri. Dawson này nói như thế này, khi mà có điều tác động của Đức Thánh Linh thì có bốn điểm mà chúng ta phải nghe. Đức Thánh Linh cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu lẽ thật. Đôi khi chúng ta đọc Kinh Thánh hồi trước kia không hiểu, sau này tự nhiên hiểu. Đâu phải chúng ta học cao hơn đâu, hay là ra trường thần học, tôi gọi là thần kinh học á. Đâu phải ra trường mới hiểu đâu. Cũng cùng một cái câu đó mà sau này chúng ta mới hiểu. Tại sao? Hồi lúc đầu tại chúng ta cậy vào cái gì? Dạ, cái điều hiểu biết của mình nhai lời của ai đó. Ông nào bà nào nói gì mình nhai lời y chang người đó thôi. Nhưng mà không để open cho Đức Chúa Trời sai con một của Ngài và qua Đức Thánh Linh để phán chúng ta, để hiểu tất cả những lời của Đức Chúa Trời. Tại là chúng ta không phải học bao nhiêu, đúng, chúng ta cần phải học. Tại người dốt đâu họ đọc được đâu. Chúng ta cần phải học mới hiểu được. Và thứ nhì, phải tin vào tâm lòng của mình. Khi mà cái tấm lòng của mình á, như thế nào thì Đức Chúa Trời sẽ xoay chuyển điều đó. Và thứ ba là phải phát ra trên môi miệng the truth với lẽ thật của Ngài. Và cuối cùng là phải take action, hành động. Đó là bốn điểm khi lời rima phán ra. Khi mà nói đây có lời rima của Đức Chúa Trời phán ra, thì chúng ta phải có bốn điểm này. Người đó có phán ra sự hiểu biết của Đức Chúa Trời không, trong lời Kinh Thánh không? Tại phán ra không có lời Kinh Thánh thì chúng ta phải biết rồi. Và người đó có tin là điều đó là từ tấm lòng phát ra, hay là từ lý trí phát ra? Tại cái gì cũng vậy, cái lời từ lý trí chúng ta có thể xây chuyển được, nhưng mà từ tấm lòng không thể xây chuyển được. Tại cái lòng sao? Nó tràn đầy thì nó sẽ phát ra. Nó không tràn đầy nó sẽ không phát đâu. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta tràn đầy, và chúng ta sẽ phát ra trên môi miệng của mình. Và cuối cùng phải gì? Action. Nói thì phải làm. Nhiều người phát nhưng mà không làm được thì kết cục lại sao? Uổng. Uổng hết tất cả những gì kia. Chúng ta theo Chúa nhỉ, không thực hiện là chúng ta sẽ rất là uổng cuộc đời mình. Đức Chúa Trời có gì? Có mục đích. The purpose. Lời tiên tri của Ngài có mục đích. Thứ nhất, tiên tri đặc biệt đối với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Cái mục đích của Ngài là Ngài muốn bày tỏ cái tấm lòng của Ngài cho con người, nhân loại này. Và thứ nhì, tiên tri chuẩn bị hướng đi cho sự tái lâm của Chúa Giêsu. Tại chúng ta ở đây sống bây giờ, chúng ta chuẩn bị cái ngày Chúa trở lại tái lâm. Chứ không phải chúng ta sống ở đây để làm ăn, giàu có, rồi có này, có kia, có nọ, rồi xong rồi Chúa tới cái cúp. Mình sao? Left behind. Mà nói lại. Tại sao? Có những người họ tưởng là còn trẻ, nhưng mà ba mươi mấy tuổi cũng có bị stroke rồi, phải không? Bốn mấy tôi thấy có người hai mươi mấy tuổi cũng đã từng bị stroke rồi. Hai mươi mấy tuổi thôi. Chưa tới ba mấy, bốn mấy. Thường thường người ta nói là tới 50 thường thường bị stroke nhiều hơn. Nhưng mà tôi thấy thời nay 40 mấy cũng vô emergency tỉnh bơ. Cho nên đừng có nghĩ là mình chuẩn bị cho đời này, chuẩn bị Chúa tái lâm. Và thường thứ ba, làm thế nào để các tiên tri chuẩn bị cái hướng đi của mình, prepare. Cái gì cũng phải chuẩn bị. Một người thành công là người đó chuẩn bị. Quý vị cứ nghe tôi câu này. Nếu muốn thành công trong cuộc sống, từ tài chánh cho tới gia đình, cho tới thần học, cho tới tôn giáo, cho tất cả tâm linh mình á, phải chuẩn bị. Người nào không chuẩn bị, người đó sẽ thất bại. Đây là kinh nghiệm của tôi. Tôi làm việc gì tôi phải chuẩn bị. Không chuẩn bị, đừng làm. Vì sao? Chúng ta thiếu chuẩn bị thì chúng ta sẽ gì?
sẽ hấp tấp mà chúng ta không làm đúng mà sẽ làm sai nhiều hơn. Cho nên cuộc đời chúng ta phải chuẩn bị. Và cuối cùng tiên tri chuẩn bị cho sự gì? Cưới gả. Mình, Chúa nói biểu tượng mình là cô dâu, Chúa là chú rể. Đừng hiểu lầm điều này nha. Đức Chúa Trời không phải đàn ông, mình không phải đàn bà. Đừng bữa sau bà áo đầm. Thời nay nguy hiểm quá, giảng về vài bữa nhiều người có bà áo đầm vô. Cho nên rõ điều này, tôi giảng tôi phải lót rồi sao, chúng tôi nhiều người nghe có không nữa. Chúng ta là cô dâu có nghĩa là gì? Cô dâu phải chuẩn bị đi gì? Ai làm cô dâu đây? Giơ tay lên giùm. Chuẩn bị gì? Thường thường cô dâu chuẩn bị gì? Chuẩn bị về nhà chồng. Phải không? Thường thường mình chuẩn bị về nhà chồng. Về với chồng. Người phụ nữ thường thường sao? Nương tựa người chồng. Thời nay phụ nữ nhiều khi hơi khác, muốn đi làm hơn là đàn ông, thích đi làm hơn. Thời xưa đúng hơn, người phụ nữ hồi xưa nương tựa người đâu mà người đàn ông phải là trụ cột của gia đình. Mà thời nãy đảo lộn tùm lum la qua lại, tôi không biết bên nào đàn ông bên nào đàn bà nữa. Thành ra cái người phụ nữ là cái người chuẩn bị để được sự bảo vệ. Tại người chồng là người đó bảo vệ và chăm sóc lo lắng hết tất cả mọi thứ. Đó là cái sự chuẩn bị để mình adapt vô đó. Từ xưa giờ mình chưa được những người đó. Cho nên cô dâu có nghĩa là như thế đó. Đó là bài thứ nhì. Mục đích của Đức Chúa Trời phán cho chúng ta lời tiên tri như thế đó. Và Kinh Thánh nói như thế này. Hồi thời xưa đó thì Chúa dùng qua ấy, tiên tri Chúa dùng qua các tổ phụ. Nhưng mà thời nay Chúa dùng qua con Ngài là Chúa Giêsu. Cho nên tất cả những gì tiên tri của Đức Chúa Trời được phán qua con của Ngài là Chúa Giêsu. Nếu mà thời nay ai nói ok có một thiên sứ này đó phán gì đó đó, viết thêm một cuốn sách nữa đó, chủ nhật tôi nhắc rồi không, tà giáo chạy trốn đi, bỏ chạy xa thiệt xa. Ok, không có còn một tiên tri nào để phán cho chúng ta hết ngoài Chúa Giêsu. Đó là chấm hết. Quý vị muốn suy nghĩ sao tính sao, muốn lý luận sao tính. Ok, nhưng mà Kinh Thánh đã nói rất rõ. Bởi vì sao như này, chứng minh rất rõ. Tất cả những tiên tri không được chứng minh. No documents. Giống như một số người họ nói là có thiên sứ này xuất hiện ra, hay là bà này cái áo trắng áo vàng áo xanh vậy đó hiện ra. Nhưng mà chỉ có một người. Rồi một người đó mới nói kể cho người khác kể cho người khác kể nó. Rồi sau này họ mới viết ra điều đó, rồi bắt đầu họ làm thành cuốn sách. Coi lại tất cả những sách kinh kệ vậy đó, quý vị coi lại. Tôi đã khám phá rồi. Tôi đã mất 2 năm học qua để trên tôi biết mà. Dạ, thật ra cái vấn đề á, là người ta viết sách nhưng mà viết sách không có kiểm chứng. Cho nên tất cả những gì trong Kinh Thánh á, phải được kiểm chứng, được kiểm chứng mà nhiều người kiểm chứng với nhau mới ra điều đó. Cho nên chúng ta ai nói thì nói, nhưng mà không được kiểm chứng chúng ta bỏ chạy. Bởi vì không có lời chính xác cho chúng ta để tin cậy được. So, tiên tri lời thứ ba, điểm thứ ba là lời của Đức Chúa Trời phải gì? Là có thẩm quyền. Kinh Thánh là có thẩm quyền. Đừng nói là một sách nào có thẩm quyền hay là ông nào đó có cấp quyền. Kinh Thánh là trên hết. Tôi giảng lời của Đức Chúa Trời nhưng mà Kinh Thánh vẫn thẩm quyền hơn cái miệng của tôi. Tôi giảng cỡ nào giảng, ok, đôi khi giảng cũng nói lộn hoài à. Nhưng mà Kinh Thánh không có lộn. Ok, Kinh Thánh chính xác. Đó là thẩm quyền. Và thứ nhì là gì? Là ý Chúa, God will. Cái thẩm quyền đó phải trong cái will của Chúa, cái ý của Chúa. Và cuối cùng God way. Vậy nhớ, God word, God will, God ways. Đó là tiếng phán của Đức Chúa Trời. Ngài phán phải có God will, God word, God will and God way. Dễ nhớ à, nói tiếng Anh để dễ nhớ. Tôi nghĩ đây ở Mỹ ai cũng biết tiếng Anh mà phải không? Khi nếu mà tại sao chúng ta dùng God word, God will, God way? Bởi vì sao? Thì nói lại Đức Chúa Trời của con vui thích làm theo ý muốn của Chúa, luật pháp của Chúa ở trong lòng con. Thì nếu luật pháp của Chúa trong lòng con thì cũng hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Có những điều mình ao ước rất nhiều nhưng mà mình không theo luật pháp của Ngài. Chúa không có cấm cản chúng ta ao ước gì đấy. Muốn có xe sang, nhà cửa rộng ở Newport Beach, ở ngoài biển, ngoài đảo gì hết, không khé. Chúa không có cấm chúng ta có 2-3 chiếc máy bay private jet, Chúa không khé. Cái ao ước của mình Chúa không bao giờ Chúa stop. Nhưng mà Chúa hỏi con có đi theo luật pháp của ta không? Luật pháp của Ngài là gì?
là đây. God word, God wills and God way. Làm được ba điều đó đi. Có mấy bài riêng cũng không sao, không ai nói gì mà trơn á. Nếu mình làm theo lời Chúa, ha, hay làm giàu cỡ nào giàu, nứt nhất giàu cỡ nào, mình làm theo God will, God way and God word thì không ai có thể đụng được chúng ta. Tại vì ai? Chúa bán, Chúa hứa mà. Đấy, Chúa hứa mà, nghe rõ. Thì Ngài sẽ ban cho người điều lòng mình ao ước. Do desire, mình ao ước điều gì Chúa không cấm. Nhưng mà cái bước đầu á, nhiều người quên cái bước đầu đi. Ước nhiều lắm, nhưng mà khúc kia quên His way, His will, His word. Đó là ba điều rõ này. Đây là những cái căn bản thần học nha. Chúng ta nếu mà không nhớ vô thông báo coi xem lại. Đây là những cái căn bản mà chúng ta phải nắm rất là rõ. Để chi? Để chúng ta không đi sai lạc. Và điểm thứ tư, tiên tri phán là thứ tư, là sự mặc khải của Ngài. Đôi khi Ngài nói không hết không phải Ngài hà tiện. Partial không phải Ngài hà tiện. Nhưng mà mẹ để gì? Cái sự chọn lựa của chúng ta. Chúa nói không phải Chúa nói không hết, nhưng mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó có hạn chế. Cái tâm trí này nó hạn chế lắm. Mình xài có 10% thôi. 90% kia còn trong phòng chưa xài trơn. Mà có xài cũng không biết xài sao nữa. Thì thật sự có những lúc mình đọc tới đó rồi tự nhiên nó ngưng đi. Hay là mình học tới cái khúc nào đó, tự nhiên trí não mình tới đó nó hết đi. Không hiểu nữa. Nó tới đó là yeah. Có những người science á, mấy ông mà khoa học mà ở trường Harvard, ông nói cái đầu tiên mà ông phải học á là họ phải biết rằng á, I don't know everything. Cái đầu tiên họ phải học á, tại họ nghĩ là họ là khoa học gia ở trong trường Harvard, thì đầu tiên họ phải dạy là you don't know everything. Đó là cái đầu tiên mình phải học. Thì trong trường thần học cũng áp dụng vậy. Ngày đầu tiên chúng tôi vô học cái gọi là systematic theology, gọi là hệ thống của thần học, thì ông thầy ông nói cái đầu tiên, you don't know everything and I don't know anything and let's study together. Đó là câu nhiều người phải nói. Để chi? Để mình biết cái sự hạn hẹp của mình. Thì Chúa sẽ cho gì? Nó còn progressive. Khi chúng ta hiểu được rồi, Chúa sẽ ban tiếp nữa. Rồi chúng ta hiểu được nữa, Chúa sẽ ban tiếp nữa. Thì chúng ta mới trưởng thành. Còn chúng ta muốn gì cũng được trơn á, thì chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành trơn á. Tại đâu hiểu ý Chúa đâu. Nhiều khi Chúa cho mình chiếc xe đó, tự nhiên mình chạy đi Las Vegas chơi đánh bài. Chúa đâu có ý Chúa cho chiếc xe đó là Vegas đánh bài đâu. Hay là Chúa cho cái người vợ đẹp đó để làm gì, hay chồng giỏi làm gì, hay người đó có cái nghề gì đó Chúa cho đó mình xài sai. Thành ra Chúa cho cái điều đó để chúng ta hiểu được như thế nào thôi. So, đó là điểm thứ tư. Và Kinh Thánh nói như này: những điều huyền nhiệm thuộc về Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng ta, nhưng những điều được mặc khải thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đến đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp này. Đó, những điều huyền nhiệm Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Từ từ Chúa sẽ bày tỏ chúng ta, từng bước một Chúa sẽ bày tỏ chúng ta. Đừng có hối Chúa. Bởi vì sao? Nên hối mình á. Tại sao mình không tìm kiếm Chúa đủ đi? Cứ hối Chúa tại sao Chúa không bày tỏ cho con biết điều này. Nhưng mà trong khi đó mình đâu tìm kiếm Chúa đủ. Đi nhóm từng lễ có ngày, nghe có 15 phút, 20 phút là tune out cái chỗ khác rồi. Nghe bài giảng 30 phút là mình tune out hết 15 phút rồi. Thành ra tìm kiếm sao? Đừng bao giờ hối Đức Chúa Trời tại sao không bày tỏ cho con. Nhưng mà hối chính mình tại sao con không tìm kiếm Chúa đủ để con hiểu hết tất cả những ý chỉ của Ngài. Chúng ta rõ điều này. Điểm thứ năm, sự đáp ứng của chúng ta. Chúng ta lời tiên tri phán ra chúng ta phải gì? Tin. Tin. Tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Có nhiều người tin sai. Thí dụ, tôi thường nói gì? Hãy đến với Chúa là sự an nghỉ. Đó là ngày sáng thế ký thôi. Cái chương đầu tiên của Đức Chúa Trời, những chương đầu tiên của sáng thế ký Đức Chúa Trời, mục đích làm gì? Chúa nói làm xong rồi. It's done. Chúa nói Ngài làm xong hết tất cả và Ngài để lại cho chúng ta để được an nghỉ. Giống như tôi thiết lập lên những cái công ty tôi làm, tôi hoạch định hết tất cả cho con cái tôi. Nhưng mà lớn lên sao? Nó thường thường nó theo ý muốn của nó thích nó. Trong khi đó là nó chỉ dù nó ngồi như đó là nó hưởng hết trơn. Nhưng mà nó không muốn. Chúng ta có những người, chúng ta có gia đình, nhiều khi mình để lại cho con cái nhưng mà con cái nó không hưởng, để cho người khác hưởng.
Chúng ta đã trải qua điều đó không? Đức Chúa Trời cho chúng ta hưởng tất cả trên thế gian này là điều gì? Nghỉ. Nghe rõ tôi này. Chúa cho chúng ta rest. Nhưng mà sao? Thường thường chúng ta không có rest. Chúng ta cái gì nhỉ? Ôm hết. Vấn đề trong cuộc sống, Chúa nói hãy trao mọi gánh nặng. Mới hát bài nói không? Hãy trao mọi gánh nặng cho Chúa. Nhưng mà chúng ta đâu tin đâu. Ôi Chúa ơi, Chúa không hiểu con đâu. Giờ con cái này nó sắp ra rồi. Nó sắp nhẹ, sắp nhẹ. Chúng ta cứ nói cái đó thì chúng ta sẽ không bao giờ được nghỉ. Nghỉ tôi không phải nói là thể xác. Đừng nói là ô giờ tôi phải đi vacation. Ok, vacation không work. Nghỉ có nghĩa là gì? Giao cho Chúa. Đó là lời mà mình phải tin. Cái đầu tiên, tại sao chúng ta không tin? Bởi vì chúng ta nghi ngờ những điều mà mình không có kiên nhẫn được. Đó là điểm thứ nhì. Mình không kiên nhẫn để nhận phần thưởng lớn. Có những người thích cái phần thưởng nhưng mà không chờ cái phần thưởng lớn. Chúa có phần thưởng lớn cho chúng ta. Người nào trung tín cuối cùng thì sao? Sẽ được thắng. Chạy đua, ai cũng chạy đua phải không? Giờ người này chúng ta ai cũng chạy đua phải không? Có một vài người chạy cũng sắp tới rồi đó. Không phải hàng nhỏ, tới 7, hàng 7, hàng 8 là chạy sắp tới rồi đó. Chúng ta đều chạy đua hết trơn á. Người nào chạy nhanh người đó thắng. Nhá. Yeah. Đừng có sợ mình già. Ok, đừng có sợ mình già, đừng sợ mình. Ok, người ta nói tôi 7 mấy tuổi, thôi nói tôi 6 mấy tuổi. Ai khen mình, ô trẻ giống 5 mấy tuổi. Họ nói cho vui thôi, để chúng ta vui thôi. Cái cuộc chạy này á, mình phải biết là mình phải kiên nhẫn mà chạy cho đến mục đích cuối cùng. Còn có dài chút xíu nữa thôi là tới rồi, là được phần thưởng rồi. Chúa nói gì? Ai chạy cuối cùng mới nhận được mão trường thiên. Chạy nửa chừng bỏ Chúa, mão đó của anh kia. Ok, cho nên chạy cuối cùng, đó là cái người trưởng thành. Đó là sự đáp ứng của chúng ta. Ba điểm đó. Và bài cuối, đó là hiểu. Hiểu sai, áp dụng sai. Nếu chúng ta hiểu đúng thì áp dụng đúng. Hiểu sai tại sao? Chúng ta kiêu ngạo. Chúng ta hiểu sai bởi vì chúng ta kiêu ngạo. Kiêu ngạo trong Chúa, nhắc lại. Kiêu ngạo trong Chúa, mục đích Chúa nói gì? Nếu mà ai kiêu ngạo, người đó lại chống nghịch Đức Chúa Trời. Chứ không phải chữ kiêu ngạo khác, khoe khoang khác. Định nghĩa rõ nha. Chúng ta nhớ, đừng thấy người đó khoe cái gì đó, ô này kiêu ngạo. Không phải. Cái đó chuyện ngoài đời người ta định nghĩa thôi. Trong Kinh Thánh, chữ kiêu ngạo duy nhất là chúng ta chống nghịch Chúa. Đúng, thờ thần tượng là một trong những điều chống nghịch Chúa. Tất cả những gì chống nghịch Đức Chúa Trời là sự kiêu ngạo. Đó. Thế nên chúng ta đừng kiêu ngạo. Nếu kiêu ngạo thì sao? Chúng ta sẽ đổ lỗi tại gì đó. Nhớ ông Sao Lơ nói phải không? Tôi gì? Tôi đã diệt hết á. Chúa nói qua anh kia diệt hết. Nhưng mà sao? Chúa ơi, còn kinh tế nữa. Kinh tế đang khó khăn. Thôi lượm vài cái về cho bớt nữa. Con dâng cho Chúa không? Chúng ta cũng vậy. Nhưng mà như thế này, ông nói tôi có nghe. Nhớ bài từng rồi phải không? Ông có nghe. Chúng ta có nghe lời Chúa đó, cũng học Kinh Thánh nhiều lắm đó. Còn có nghe lời Chúa đó, nhưng mà ông làm không hết. Còn cái nữa con không làm. Mà cái đó là chính. Cái quan trọng nhất cũng làm. Con có làm nhưng mà làm cái râu ria rồi đó. Còn cái điểm chính đó, chúng ta phải làm. Cái là sự vận lại đứng dậy. Chúng ta có thể làm tất cả mọi thủ tục tôn giáo. Trên thế gian này có những người làm thủ tục tôn giáo rất là hay. Đầy đủ rồi đó. Tôi làm hết tất cả thủ tục đó. Nhưng mà còn cái nữa không vâng lời. Sự vâng lời tốt hơn gì? Dạ. Thành ra chúng ta nên vâng lời. Nó tốt hơn. Nhưng mà nên nhớ như này. Có nhiều người nói tôi vâng lời thôi. Tôi không dân cô lấy. Tại vì cái thánh nói tốt hơn rồi khỏi dân nữa không? Thì ngược lại, người vâng lời thì người đó phải dân cô lấy. Không, mình phải nghĩ trượt, nghĩ xuôi. Kinh Thánh mình phải nghĩ tới. Và mình thấy ngược lại. Giải kinh là vậy đó. Chứ không phải nghĩ bên thôi. Thôi tôi vâng lời thì thôi dân cô lấy. Tại cái này tốt hơn rồi. Thôi Chúa lấy hết. Con vâng lời thôi. Ok, kết luận. Tất cả những điều này chúng ta nhớ. Lời tiên tri là lời Logos, là lời viết ra trong Kinh Thánh. Lời viết ra trong Kinh Thánh phải có Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm gì đi? Tác động. Nhớ nè, lời Kinh Thánh phải được tác động qua Đức Thánh Linh. Chúng ta không được tác động qua Đức Thánh Linh
thì lời đó sẽ chết. Luật pháp á, là văn tự. Luật pháp của Môi-se là văn tự, chứ không phải những người nào nói chuyện văn qua 47 là văn tự. Cho nên hồi đó giờ tôi thấy nhiều người giảng cái này rất là sai. Cứ nói là ô ông đó giảng văn qua 47, ông đó không có thánh linh. Không phải. Lời kinh thánh, luật Môi-se, hay là nói chung mà nói nôm na là điều răn của Đức Chúa Trời, nhưng mà không được tác động bởi Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. 10 điều răn chúng ta làm được không? Chắc chắn không làm được. Nhưng mà bởi vì tác động của Đức Thánh Linh chúng ta mới làm được. Còn chúng ta không nhờ tác động Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Đó là lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Ngài phán qua mỗi chúng ta để hiểu và nhận biết và áp dụng để tác động tất cả những điều này.